Em Bình xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Nổi Đá Vùng Cao. Em Bình xin chúc tất cả cô chú anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều may mắn trong cuộc sống. Hiện tại thì em Bình đã có mặt tại căn nhà tình thương của Mai Nô, hay con nuôi của em Bình. Thì ngày hôm nay thì em Bình cũng ra đây để đón hai con đi đến trường nhé, các bác cô chú ạ. Ngày hôm nay thì cũng cùng với lại em Dương cũng như là em Dũng đi trong cái ở nền nhà cũng như là cái chương trình chuẩn bị xây nhà cho Mai Hoa Hở ấy. Thì bây giờ thì anh em cũng đã về đến đây rồi, thì sẽ đón hai con đấy, đi học luôn nhé các bác ạ. Đấy, còn đằng bên này là em Dũng đấy. Đấy, em Dũng là đang ở đây. Vâng. Ừ. Rất là đẹp trai nhé các bác ạ. Đấy, Mai Nô, hai con chào các ông bà nào. Con sẽ chào các ông các bà. Đấy, rất là ngoan nhá. Đấy, ngoan thật. Đấy, thế là hai con sẽ đi học nhé các bác ạ. Đấy, hai con thì cũng đã thay hết quần áo rồi. Đấy, mặc quần áo rồi. Đấy, cũng có quần áo ở trường nên là đấy, không cần phải mang quần áo nữa. Đấy, bây giờ thì cũng đến giờ phải đi rồi. Đấy, thì bố con mình đi học nhé. Ừ. Đấy, còn em giống nữa. Đấy, hôm nay là anh em cùng nhau đi gọi là đi vào trong cái nền nhà của Mai Hoa Hở về. Đúng rồi. Đấy, hôm nay anh em đi với nhau là khá là vui ấy, các bác ạ. Đấy, bây giờ là hai con với lại em Dũng đấy, sẽ đi về đấy, sẽ chở cả ba người nhá. Đấy, em Dương là đang ở trên kia các bác ạ. Đấy, em Dương đang ở trên kia thì, xe em Bình thì cũng đã để ở đây rồi. Đấy, vào đây cháu, vào đây. Đấy, cháu nhỏ này thì cũng là cháu mồ côi ấy. Đấy, lát nữa thì em Dương sẽ về chở cháu này đi học nữa. Đấy, Tùa về đây, vào đây chú bảo. Đấy, Tùa năm nay học lớp mấy? Học lớp 3. Đấy, đây là cháu mồ côi nhá. Đấy, không có bố. Đấy, có mẹ thôi các bác ạ. Đấy, nên là em Dương với anh em vào đây thì cũng tiện là sẽ đưa các cháu nhỏ mà mồ côi, không có bố mẹ đưa đón để đi học. Đấy, rất là khó khăn luôn. Đấy, sau này thì A Tùa sẽ rất là ngoan đấy. Con tên Tùa không? À. Đấy, sau này là đi học rất là ngoan. Đấy, cháu này cũng đáng thương, nghe lời lắm các bác ạ. Đấy, con thử đi đứng bên này nào. Đấy. Đấy, toàn là các cháu mồ côi thôi. Đấy, cái cuộc sống là khó khăn. Cả em Dũng nữa nhỉ. Vâng, đúng rồi. Ừ, nhưng mà bây giờ là em Dũng là đỡ hơn rồi vì là em cũng lớn rồi. Đấy, Mai Nô thì cũng xây được nhà hết rồi. Đấy, đi học mấy năm nữa lớn thì cũng có nhà để ở, cũng không lo. Đấy, còn cháu này là cũng đang lo này các bác ạ. Đấy, em Dương là đang kết nối để giúp đỡ cho em nữa, cho cháu nữa. Đấy, cháu là đi học mồ côi. Đấy, năm nay Nô học lớp mấy đấy? Lớp 4. Lớp 4 à? Còn Mai nữa? Lớp 3. Còn Tủa? Lớp 3. Lớp 3. Đấy, thế là ba cháu là học cùng trường các bác ạ. Đấy, ba cháu là được đi học. Đấy, cũng khá là vui. Còn em Dũng là bây giờ là cũng chuẩn bị học nhá. Vâng. Ừ, anh Dương với lại anh là sẽ vào dạy học cho em nhá. Vâng, được. Ừ. Dạy thì cũng không phải là học quá mức độ đâu. Học mà khi nào em rảnh với lại bọn anh rảnh thì sẽ dạy cho em. Vâng. Để em biết cái chữ thôi. Vâng. Đấy, cũng không cần phải quá giỏi. Vâng. Chỉ cần biết viết tên rồi là viết bảng chữ cái rồi là viết những cái từ mà giao tiếp đơn giản ấy nhá. Vâng. Ừ, đấy. Em Dũng là lớn rồi, còn ba đồng chí này là còn nhỏ. Cố gắng học nhá các con. Tủa nữa, cố gắng học nhá. Đấy, đợi em Dương. Em Dương đang nói chuyện tít trên đồi bên kia các bác ạ. Đấy, em Dương đang có cuộc gọi nên đang nói chuyện bên kia. Đấy, chưa về được. Đấy, còn anh em là sẽ ở đây đợi lát nữa em Dương về là sẽ đi luôn. Đi học luôn. Đấy, em Dũng là càng ngày càng trưởng thành. Đấy. Tiếng Kinh là cũng biết nói rồi. Đấy, cái gì cũng biết rồi. Cũng lớn rồi. Nhưng mà còn cái chữ viết thôi. Đấy, sẽ học cái chữ viết nhé. Vâng. Ừ. Nếu mà anh dạy thì có học không? Ừ, anh dạy thì có. Có à? Vâng. Ừ, thế nhá. Vâng. Đấy. Còn hai con thì đi học là có thầy giáo dạy rồi thì... bố không cần phải dạy nữa. Khi nào mà lại nghỉ hè thì bảo anh Tiến ra dạy học cho nhé. Anh Tiến, anh Thành nhé. Có nhớ anh Tiến không? Nhớ. Nhớ. Mai có nhớ không? Nhớ. Đấy, biết anh Tiến mà phải không? Hả? Đấy, thầy giáo Tiến đấy. Thầy giáo Tiến đấy. Ngày trước là có dạy cho hai con nuôi của anh ấy. Hai con là anh nhận là con nuôi rồi. Giống như là bố nuôi nhận em ấy. Đúng. Ừ, con nuôi của anh đấy. Còn A Tủa là bây giờ là đi học. Đấy, A Tủa là con mẹ nhé các bác ạ. Nhưng mà em Dương cũng đang cố gắng để mà kết nối nữa. Đấy, trong cái bản này là đa số là rất là khó khăn. Đấy, các bác thấy là đường đất thôi.
chưa có đường bê tông ấy, nên là vẫn đang khó khăn về nhiều cái. Đấy, một tí thì sẽ anh em sẽ đi về thì sẽ đi bàn xe máy này nhá. Đấy, chiếc xe máy đang ở đây. Đấy, nghiêm túc quá nhỉ. Thả lỏng lên, vui lên. đợi chú Dương một tí nhá, đợi chú Dương xong là mới đi về nhá. Ừ, đi học. Đấy, em Dũng và các con là đang ở đằng sau. Đấy, còn em Bình là ở đằng trước. Đấy các bác ạ. Đấy, Mai Nô này, Tùa này, Dũng này. Đấy, rất là vui. Đấy, mọi người thì mỗi người có một cái hoàn cảnh đáng thương, đấy, khác nhau. Đấy, cũng như là em Bình thì cũng như vậy nhé các bác ạ. Đấy, sống trên đời thì mỗi người có một cái hoàn cảnh nó khác nhau, cũng như là rất là đáng thương ấy. Đấy, rất là thương mọi người. Đấy, thì bây giờ thì các cháu nhỏ thì cũng đã được hỗ trợ những cái ngôi nhà như này thì rất là vui rồi. Đấy, cũng như là những cái gì em Bình đấy, giúp được cho hai con, cũng như là các cháu, các em thì sẽ cố gắng đấy, để mà giúp ạ. Đấy, anh em thì đã về đến ở đây rồi. À, do là xe máy hết xăng đấy các bác ạ, phải đổ đấy. Em đổ cho anh một lít xăng. Ừ. Đấy, sẽ nhờ em Dũng là đổ xăng. Anh chủ quán thì đang bế con nữa. Đấy. Bây giờ thì cũng đã đến một nửa đường rồi. Đấy, từ đây đi lên trên đường cốt lộ, đường to ấy các bác ạ, chắc khoảng 3 km nữa. Đấy là cũng đến đường to rồi. Đấy, khoảng 4 cây gì đó, nên là 4-5 cây ấy, là sẽ đến trường. Thân giờ tiền đấy nhỉ? À, đấy, sẽ gửi tiền cho anh. Em Giống này, Nô này. Đấy, Nô mặc cái áo này rất là mới các bác ạ. Đấy, các cô gửi lên rất là mới, nhưng mà cái áo này màu hơi tối nên là nhìn Nô hơi già nhỉ. Ừ. Nhìn giống như cái áo vừa bẩn nhưng mà không phải, áo rất là mới, rất là thơm. Đấy, Mai lên xe Mai. Đấy, từ từ để bố đưa con lên nhé. Đấy, bây giờ con lên đi, bố đỡ, lên đi. Đấy, cho Mai là ngồi ở đầu xe, còn Nô là em Dũng bế Nô lên nhé. Ừ. Đấy, đây là bố con mình sẽ đi. Đấy, anh em mình sẽ đi. Đấy, bắt đầu. Cái đường này thì cũng là đường to đấy các bác ạ, không phải đường nhỏ đâu, đường rất là to. Đây, nhưng mà do là hơi xấu một chút. Chắc là phải vài năm nữa thì nhà nước mới đầu tư được con đường này. Con đường này là phải mất rất là nhiều tiền mới làm được. Nên là bây giờ các cháu đi học, các con đi học, tất cả bà con ở trong cái vùng này là đi con đường này hơi xấu, nên là xe hỏng rất là nhanh. Anh xe chỉ đi được một năm là hỏng hết rồi. Không biết làm sao, do là nhà trong này phải cố gắng thôi, cố gắng để đi. Bây giờ là sắp đến trường của Mai Nô rồi. Đấy, các bác cô chú, đấy, ba bố con là đang ngồi trên xe. Nhà trường là ở dưới cái khu này. Mai Nô đi học phải ngoan nhá hai con nhá. Ừ, Nô biết chưa? Ừ, đi học phải ngoan nhá, nghe lời thầy cô giáo, đừng có đi chơi xa. Đấy, em Bình thì chỉ được phép là chở hai con đến cổng trường thôi, hai con sẽ tự đi. Bây giờ là trời cũng sắp tối luôn rồi. Đấy, cuối cùng đã đến đây rồi. Có rất nhiều chó nhỏ đấy.
Đấy, xuống xe đó con. Xuống xe. Đấy, đâu mai về đây nhá. Về đây bố đã cho tiền. Đấy, cho mấy nghìn đi ăn kẹo thôi nhá. Ừ, ở đây là thầy cô giáo cũng đã cho ăn cơm rồi. Đấy, cho tiền nhiều cho các con là cũng không được các bác ạ. Trẻ con thôi. Đấy, cho ít đủ ăn kẹo được. Đấy, bố cho mỗi người là 20.000 nhé. Được chân đồ. Mỗi người là 20.000 thôi nhé. Này. Con 20.000, đây là Mai 20.000. Đấy. Hai con đi ra đi xe đấy. Này, đi ra đi, có xe. Vào đây, có xe. Đấy, em Dũng thì cũng đã lái xe rồi. Lúc nãy là anh em đi ra kia nên là chỉ đi cùng xe thôi. Bây giờ là tự đi xe rồi nhé. Ừ, tự đi xe rồi. Đấy, thế hai con đi học ngoan nhé, biết chưa? Ừ, chào các ông các bà rồi đi học nào. Hai con cất tiền đi. Nô ở đây thì Mai bé thì phải chỉ cho Mai nhé. Đừng có đi chơi xa nhé. Rồi hai con đi học đi. Bây giờ thì cũng chỉ đi vào trong trường thôi. Bây giờ là ngủ thôi các bác ạ. Hai con sẽ đi vào đấy rồi làm một tí đi. Xem là nhà trường nấu cơm như nào, ăn cơm xong là sẽ ngủ ở trong đấy. Đấy thì em Bình và em Dũng thì cũng sẽ chia tay đấy các bác ạ. Em Dũng là sẽ đi về nhà em Dũng, còn em Bình là sẽ đi về nhà em Bình. Đấy, vì là con đường nó đi không cùng nhau ấy. Thì em đi về cẩn thận nhé. Vâng. Ừ. Anh Dương chắc là đưa Tủa đi học không là đi về trước. Để cho anh xin cái ba lô. Vâng. Cảm ơn em nhé. Vâng. Ừ. Thì em đi về cẩn thận nhé. Vâng. Ừ, rồi là về nhà rồi trong nhà, xong là hai anh đi đâu thì hai anh gọi nhé. Vâng, vâng, thế thì em đi về em phát đồ săn nhé. Đấy, Dũng là sẽ đi về. Đấy, thời gian này là sẽ cho Dũng đi cùng các anh để học hỏi, cũng như là đi để mà giúp bà con. Đấy, ở nhà cũng không làm gì các bác ạ. Đấy, thì bây giờ thì em mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả đấy, cô chú anh chị, quý mạnh thường quân đã quan tâm và theo dõi. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị. Hẹn tất cả cô chú anh chị trong những thức phim video tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Xin chào và xin cảm ơn.